Người ta thường nói trâu cúi đầu là để ăn cỏ, người cúi đầu là để mưu sinh. Đừng coi nhẹ dáng vẻ của bạn khi kiếm tiền, bởi vì đó là đồng tiền chân chính, có thể lo được cho bản thân và gia đình, chăm sóc những người thân yêu. Hello mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và bình an. Còn nhớ sau khi ngày hôm qua 15 cành 11 trái bắp không ạ? Rồi cái phần mà bắp lãi đó mình luộc rồi, giờ mình đem ra mình xào nè. À, nhưng mà ở trong đồng á không có tôm khô, cũng không có muối hộ bọt luôn, mình dùng muối tôm đỡ nè. Ôi ơi, xong còn đây là trứng nè mọi người. À, sau khi xào với bơ xong thì bắt đầu mình mới cho trứng vào. À, không có chén, không có tô gì trơn, dùng cái ly luôn. Rồi khi đã khô trứng thì mình cho thêm phô mai nha, đảo lên. À, mọi người đừng có soi cái chảo soi nhỏ quá nha, thì trong đồng có gì mình làm lấy thôi. Sau khi xong chảo bắp á, thì bắt đầu mình sẽ luộc ốc. Ốc này thì mới bắt hồi sáng á, mình ngâm cả 2 tiếng, chỉ cần ngâm với nước qua gạo là bao sạch nha mọi người. Chỉ có điều nó sẽ không thơm khi mà mình thiếu lá xả, lá chanh thôi, nhưng vẫn rất là ngon nha. Hấp lên thì 1 phút 30 giây đó là mình có bắp xèo nè, ốc luộc nè, chấm với muối Tây Ninh. Xin mời cả nhà.